Mến chào quý vị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12. Vào buổi chiều ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường TX25, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 6m và chiều sâu là 15m, thổ cư là 75m và được chủ chào bán với giá là 3.400.000.000 đồng. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Lô đất của chúng ta thì cách trục đường chính TX25 khoảng hơn 100m, một vị trí khá là gần. Từ vị trí lô đất chúng ta đi khoảng 3km là chúng ta sẽ về Gò Vấp, và tiếp tục đi thêm khoảng 3km nữa chúng ta sẽ ra tới sân bay Tân Sơn Nhất, và tiếp tục cũng trên con đường này chúng ta đi thêm khoảng 4km nữa là về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tính ra từ vị trí lô đất của chúng ta đi về tới trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh mất hơn khoảng 9km, một vị trí khá là đẹp. Từ vị trí nhà của chúng ta ra tới trục đường chính TX22 rất là gần, khoảng 30m là chúng ta đã tới trục đường chính TX22. Đường này thì là đường thông tứ hướng, thông qua bên phía Tô Ngọc Vân ở ngã tư ga, còn hướng ngược lại là chúng ta sẽ ra ngay khúc cầu đôi đường TX25 và về ủy ban quận 12 khoảng chưa tới 1km, một vị trí khá là gần. Nếu mà ông chị quan tâm tới lô đất thì cứ liên hệ với em số điện thoại góc màn hình để chúng ta tới xem trực tiếp vị trí lô đất, và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Đường dẫn vào lô đất của chúng ta có chiều ngang khoảng hơn 3m7. Đường này thì xe 4 chỗ, xe 7 chỗ vào thoải mái. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có chiều ngang là 6m và chiều sâu là 15m, pháp lý là sổ hồng riêng, thổ cư là 75m và được chủ chào bán với giá là 3.4 tỷ. Video review lô đất sổ hồng riêng táo như 15 của em đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị nhớ ra đăng ký kênh và cái chuông để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.